Ơi bị cái bệnh gì kỳ ta? Mới chiều ăn cơm no, bây giờ ngủ dậy giấc lại đói tiếp là sao? Mà cái dãy trọ bữa nay tự nhiên vắng tanh vắng ngắt vậy trời. Không có ai ăn uống cái gì cho mình ăn ké nữa chứ. Nhưng chiếc giỏ xe chờ đầy cái bánh. Em chờ cái bánh của tôi đi đâu? Này cái bánh, tạm biệt em. Trời ơi, ô, đang đói bụng mà nó ra nó cho mình cái bánh luôn hả? Một màu đen đen chấm thêm màu vàng, một màu đen chấm thêm vàng cánh đồng hoan. Em mơ làm họa sĩ, em sẽ vẽ cái bánh. Em đang hát em sẽ vẽ con cò. Đen. Dạ. Em hát xong chưa? Dạ xong rồi. Em cái bánh này làm gì vậy? Dạ cái bánh này là cái chủ đề em sẽ vẽ ngày hôm nay. Em vẽ bức tranh được mang chủ đề là tĩnh động. Là em sẽ vẽ tiếng động cái bánh này đúng không? Dạ đúng rồi, em sẽ vẽ cái bánh. Nhưng bây giờ không biết vẽ như thế nào luôn nè. Để anh chỉ cho. Anh biết vẽ hả? Em chuẩn bị vẽ tranh tĩnh vật đúng không? Ủa nè em nói gì? Em nói là vẽ tranh tĩnh động. Hình như em không được tỉnh táo hay sao? Em nói vậy là sai, sai hoàn toàn luôn em à. Trời anh nói như vậy là anh có kiến thức hả anh? Ủa anh tên gì em? Anh tên là Năng. Đó, Năng là gì? Là tài năng. Từ khi đẻ ra bố mẹ anh đã phát hiện được tài năng của anh, quyết định đặt tên Năng đó. Trời đất ơi, em cứ tưởng là bị thiểu năng chứ. Không có, ý em nói là tưởng anh là củ năng hay cái gì đó. Này cái tên của tao nó đang sang trọng mà nghe nó rau củ quả vậy. Vậy em có biết đâu. Ủa mày, dạ, anh biết vẽ hành. Ngày xưa anh đi học á, mày cứ mỗi giờ ra chơi là tất cả đám con gái bu lại anh. Nhờ anh chỉ vẽ tranh. Em muốn vẽ cái bánh này đúng không? Dạ. Đầu tiên em muốn vẽ về tĩnh vật. Dạ. Là em phải tìm hiểu cái vật. Ví dụ em muốn vẽ cái bánh này. Dạ. Thì em phải tìm hiểu cái gì? Đầu tiên em phải tìm hiểu cấu tạo và nguyên liệu của nó. Dạ. Để tìm hiểu được cấu tạo thì em phải xé cái bánh ra. Xé cái bánh ra. Đó. Rồi. Đó. Em sẽ ghi vô đây là xé cái bánh đúng ra. Đúng rồi em. Xé cái bánh ra. Xong em sẽ tìm hiểu. Tìm hiểu. Đó là em sẽ biết cấu tạo đó. Nó chia làm những màu mấy khúc như này. Hiểu không? Là chia mấy khúc. Sau khi tìm hiểu nguyên liệu cấu tạo rồi, mình phải tìm hiểu tới hương vị. Hương vị. Và để tìm hiểu được hương vị thì em phải cắn một phát. Rồi cắn một phát. Rồi sao nữa anh? Sau khi cắn một phát. Ừ. Em phải cắn một phát nữa. Cắn một phát nữa. Ừ. Rồi sao nữa anh? Là hết hai phát nữa. Rồi hai phát là hết. Ăn hết luôn rồi. Ăn hết cái bánh người ta luôn rồi. Từ từ học vẽ em phải, cái tâm em nó phải tĩnh lại. Bây giờ bánh nào mà vẽ? Tại sao ăn cái bánh? Là vì anh muốn em phải có trí tưởng tượng. Thôi nghĩ luôn đi. Ăn hết cái bánh người ta rồi còn cái bịch không à. Kêu ta vẽ vẽ cái gì? Chứ cái thằng này anh bây chỉ... giờ đền cái bánh cho tôi không? Anh chỉ em mà anh chỉ cái gì? Bây giờ ông mà không đền cái bánh cho tôi nha, tôi la cho cả làng cả xóm biết ông là cái đồ ăn giật ăn cướp cái bánh của tôi. Em bình tĩnh, anh hỡi người ta. Trời, cái gì vậy? Cái gì vậy? Là anh ồ mèo, người ta không có tập trung được cái gì hết á. Bực mình hả? Ông ăn hết cái bánh của em rồi kìa. Anh chỉ nó vẽ tranh nên bây giờ nó nói anh ăn bánh, bắt anh đền cái bánh nữa. Oan ức thật chứ. Trời ơi, thì người ta lỡ ăn cái bánh thì ăn luôn đi, rồi một chút nữa ra đường mua cái khác. Đúng rồi, có cái bánh thôi mà. Đừng thấy mệt, ông mệt đầu hà. Em đang cầm ly nước cam làm gì vậy? Thì em chuẩn bị uống để thấm giọng, em luyện thanh tiếp nè. Đúng vậy, em luyện thanh, em muốn làm ca sĩ. Em phải dưỡng cái giọng của mình, cái cổ họng nó thật là tốt. Mà anh nhìn em á là anh biết em có tố chất làm ca sĩ lắm. Thôi đừng có tin đâu, ông xạo đó. Cái thằng này mày đã ông ăn hết cái bánh của tôi rồi. Đây là vấn đề họa sĩ. Một cái bánh khác cho. Đấy là họa sĩ rồi anh, còn ca sĩ. Anh nói gì? Anh nói gì? Anh nhìn em là anh biết em là có tố chất làm ca sĩ hả anh? Đúng rồi, cái giọng nói của em mà đã thật sự là nó như hát luôn đó. Gần 30 tuổi đầu rồi bây giờ mới có người khen em là có tố chất làm ca sĩ. Anh ơi bây giờ em muốn phát huy lắm, anh có biết ai thầy nào dạy tốt không? Em sẵn sàng đăng ký học liền. Anh chỉ em chỗ em nào. Em đâu phải đi xa, có anh đây mà. Anh đã từng đào tạo hai đứa đi thi hát rồi. Hai đứa đi thi hát. Ủa nổi tiếng không anh? Nổi tiếng. Được kết quả sao anh? Ai vậy, thằng nào vậy? Thằng Lê Dương với thằng Bảo Lâm. Em biết bài Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đầy mình. Trời ơi, bài đó nổi tiếng à. Anh Lâm Đồng Nai quê nhà nơi không đẹp quá. Đúng rồi, hay lắm. Rồi bài đó hay. Trời ơi, anh ơi, anh biết hả? Anh biết. Ồ thì bây giờ em nghĩ nha, bây giờ sẵn anh ngồi đây em sẽ hát thử một bài cho anh để anh thử thẩm thấu mình như thế nào. Đúng rồi, em hát để anh test cái giọng của em, anh mới biết cách anh dạy em được. Dạ. Rồi em hát nha. Em hát nhà thính phòng nha. Gì anh? Gì anh? Thì anh cầm hộ em cho nó đỡ đỏ. Cũng được. 2, 3. Dưới bông cây khờ nia. Dưới bông cây khờ nia. Dưới bông cây khờ nia. Thôi em ơi, thôi. Cái cây cơ ni nó đẹp lắm, em hát mà anh nó thành cái cây gì em à? Ủa gì kỳ vậy? Ủa anh mới khen em là có tố chất ca sĩ mà sao anh nói vậy, anh phủ phàng vậy anh? Ra cái giọng của em ấy là nó thành ca sĩ. Nhưng mà em chưa biết phát huy, em như một viên ngọc chưa được mài giũa, em hiểu không? Bây giờ em muốn hát em phải luyện thanh.
là Điện Thanh là đồ Jimmy Fashion đấy chứ đúng hả? Không, em không thể đồ luyện thanh như trời lộn như vậy được. Ủa không được luôn hả? Là nó phải luyện thanh kiểu này này. Đồ Jimmy á, mi dê đô á, thấy bóng cây cờ nia á. Á cũng được, có được bài nào cũng ớ á thì cũng được, cũng vô hả? Hát bài dưới bóng cam cờ nia đi. Bắt đầu tào lao rồi đó. Dưới bóng cây cam đó. Tại vì mình hết cam rồi mình phải trồng cây cam khác. Ủa hết cam là sao? Hết nước cam rồi. Ủa nó đổ nó bị nào ta? Ủa mà sao cầm ly để trao qua trao lại rồi bây giờ là không còn cái gì nữa là sao? Nước cam em đâu anh? Em là nhân chứng đây. Nước cam nằm trong bụng. Một ổ bụng này uống sạch hết đó. Ủa? Nói vậy nãy giờ anh dụ em hát vòng anh uống nước cam của em á hả? Cái đó không phải là dụ em à? Em hát mà anh thả hồn vào bài hát của em mà anh uống ly nước anh không biết luôn em ơi. Không biết cái gì? Giờ tôi không biết con nước cam của tôi đâu. Anh chỉ giúp mọi người thôi mà, có cái gì đâu. Cái gì? Ảnh bánh cho tôi. Trời ơi, biết đâu mà cho tôi đây. Thôi thôi, không mệt mấy người đó. Không trả gì. Nước cam của tôi đâu? Nước cam của tôi đây. Trả đây. Công nhận cái ông cũng ốm chạy nhanh thiệt chứ. Ăn no có sức có chạy nhanh chứ sao. Thôi dẹp đồ đi nè. Mệt bực ghê. Mình coi như nay xui đi. Dễ sợ. Trời ơi, cũng may là mình chạy nhanh, mình đánh lạc hướng không là hai đứa đánh mình chết luôn á. Hai cái đứa này ăn có cái bánh mà làm quá à. Ít bữa bố mẹ gửi đồ lên, đừng hòng cho hai đứa mẹ ăn nha. Anh. Dạ. Cho em hỏi ở khu này có ai tên Nguyễn Văn Năng không anh? Nguyễn Văn Năng hả? Dạ. Em anh là Nguyễn Văn Năng. Dạ dạ. Có gì anh? Dạ có cái bưu phẩm cho anh nè. Dạ anh ký tên xác nhận giùm em. Thôi nói bưu phẩm có luôn hả? Ủa dạ. Mà sao giao hàng giờ này mới giao hả? Dạ anh thông cảm, hôm nay nhiều đơn hàng quá. Dạ sao vậy anh? Chữ anh đẹp quá, như gồng bài phượng múa vậy. Cảm ơn anh nha. Dạ em cảm ơn anh. Dạ em đi. Ủa, Nguyễn Văn Năng đường sau sẹt hả? Trời, mình đường sau chổi mà. Thôi kệ, cứ đúng tên rồi mình ăn thôi. Mất thì nó giao nó đèn thôi. Thôi, bưng vô trong ăn cho an toàn. Anh ơi. Sao ấy? Sơ suất nhỏ anh ơi. Hồi nãy là cái thùng hàng đó là em giao cho Nguyễn Văn Năng ở đường sau sẹt, mà anh ở đường sau chổi. Xin lỗi anh mà... Cái gì? Táo? Anh ăn luôn rồi hả? Thì giao tới anh chứ. Trời ơi, trước khi anh cũng phải kiểm tra kỹ coi phải tên, phải đường nhà anh không, anh phải coi anh ăn chứ. Tên là tên của em mà nó... Nhưng mà sai cái đường mà anh lỡ ăn được thì... Nè, đó, sai luôn cái số điện thoại, phải số điện thoại anh đâu mà anh dám mở ra anh ăn vậy. Trời ơi, chết tôi luôn rồi. Thôi, bây giờ tôi tính vậy đi, cái thùng này á là 1 triệu. Bây giờ tôi chịu 3 phần, anh chịu 7 phần. Cái lỗi là do anh ăn, tôi chịu 300 ngàn, anh chịu 700 ngàn. Cái gì kỳ vậy? Cắn có mấy miếng táo mà phải đền 700 nghìn không có đâu anh, đi lỗi của anh mà. Trời ơi, lỗi của anh thấy sai rõ ràng mà. Nhưng anh mà... không có chịu coi, anh ăn luôn của người ta. Thùng này mới của anh nè, khoai lang với bắp mới là của anh nè. Nhưng mà em cắn có 2 trái táo thì 700 ngàn em thì có tiền đâu. Anh cắn là anh... Lại ăn bậy nữa rồi. Cái gì? Lại ăn bậy rồi đúng không? Đúng gì anh? Đó, nè cái thùng hàng này nè, anh thấy sai tên. Trời sai rồi. Sai đường của nhà ảnh mà ảnh dám mở ra ảnh ăn. Ăn cái gì mà ăn cái sợ luôn, hồi nãy ta giao anh á là anh biết ta lộn không? Thì cũng biết thì thấy nó lộn đường với lộn địa chỉ thôi, lộn số điện thoại thôi chứ tên. Thôi nghĩ sao biết lộn như vậy mà cũng ăn của người ta. Cố tình ăn á bây giờ đền là đúng rồi, còn than thân trách phận gì nữa. Bây giờ mà anh không đền đúng không? Bây giờ tôi la lên là cả xóm này mang nhục luôn á. Tôi la một cái là nguyên xóm này biết luôn. Thôi. Trời ơi anh xin hai đứa. Thôi được rồi thì cái gì? Thì anh đền. Đền đúng không? Từ nay anh có ăn bậy ăn bạ gì không? Thì anh hứa là từ giờ anh sẽ không ăn bậy ăn bạ nữa. Trái cây cái gì? Trái đắng thì có. Phải là cao rác rồi, phải là chậu.